đốt cho các cụ này, các cụ phù hộ cho bán được nhiều bánh mì nhá. Đó. Đốt đi nông xuống cho các cụ đựng tiền luôn. Đó. Xuống đấy không có cái mà đựng. Đây là màn đốt giấy tiền để gửi xuống cho các cụ, để các cụ phù hộ cho cửa hàng bán đông khách. Đó. Chào các bạn nhé, hôm nay thì bên mình đang tổ chức khai trương cửa hàng bánh mì Sunrise Kebab ở số 253 Đào Sư Tích, Nhà Bè. Và hiện tại thì bây giờ là khoảng 7:10 sáng. Thì ngày hôm nay thì bên mình có chuẩn bị một cây thịt 15kg và hơn 250 phần bánh mì. Nhưng mà hiện tại thì sáng đến giờ khách vào đông quá và bánh mì gần hết rồi, cây thịt thì đang còn nhỏ xíu. Lên đến giờ này thì chuẩn bị hết hàng, không còn bánh mì để bán nữa. Và có một số khách đang đặt hàng, thì còn một số khách hàng cuối sẽ nhận được bánh mì của bên mình. Đó, thì hôm nay bên mình đang tổ chức khai trương một cửa xe bánh mì ở đây. Và cái điểm này thì ngay nằm ở phía dưới chân cầu Phước Lộc, chân cầu Phước Lộc. Và cây cầu này thì mới được xây cách đây chắc khoảng 2 năm gì đó rồi à? 2 năm gì đó. Đó, thì các bạn có thể nhìn bên phía bên này. Phía bên này thì rất là thoáng để cho mọi người đến mua bánh mì và đậu xe. Và khách ở bên này thì rất là dễ thương. Thì bên mình có gửi hoa khai trương qua. Thì hiện tại nay là tất cả những cái chương trình khai trương bên mình thường là sẽ chương trình mua một tặng một bánh mì. À đây, mời để mình dẫn các bạn vào hỏi chị này xem cảm nhận của chị hôm nay ăn bánh mì như thế nào. Đây là một chị khách hàng vừa ăn bánh mì xong. Chị cũng ngồi ở phía trong. Thì chị tên là gì nhở? Tên Lành. Chị tên Lành à? Chị vừa ăn mấy ổ? Ăn một ổ, định ăn thêm cái cuộn nữa. À, chị ăn ổ bánh mì tam giác thì cảm nhận như thế nào ạ? Nói chung nó khác với mấy loại bánh mì khác, thấy nó giòn, nó ngon. Giòn ngon. Nó giòn, nó ngon, nó thơm. Dạ. Hôm nay là lần đầu chị ăn bánh mì này hay là chị ăn nhiều lần rồi? Thì ăn cũng một hai lần rồi, nhưng mà ăn thấy thích, muốn mua ăn nữa. Ok, có nghĩa là ăn ở nhiều chỗ khác rồi. Đúng rồi. Hôm nay mới đến đây để ăn. Đúng okay. Rồi. Ok. Ok, thì nhà chị ở gần đây không? Ở quận 4. Quận 4 à? Ừ. Quận 4 chạy qua đây xa quá đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hay tới lui đi đường này để nay thấy chỗ chi nhánh này mở cửa đó nghe. Ok, thì có gì chị ủng hộ quán bên em nhá. Rồi. Ok, cảm ơn chị nhá. Tất cả những cái chiến lược khai trương của bên mình đều mua một bánh tặng một bánh. Mời anh em vào cửa hàng thì thường thì bên mình sẽ làm chương trình khai trương là 3 ngày đầu liên tục để cho khách hàng trải nghiệm sử sản phẩm mua một bánh mì tặng một bánh mì. Thì mục tiêu của 3 ngày tổ chức khai trương của bên mình ấy thì sẽ thu hút khoảng 1.000 người đến ăn cửa hàng bánh mì của mình. Và trong 1.000 người đó thì sẽ có một nhóm nào đó sẽ thích cái bánh mì bên mình và sẽ quay lại vào những ngày tiếp theo. Thì mời anh em vào xem không khí khai trương và đang setup đang làm như nào và đang bán hàng như nào để phục vụ kịp cho bà con cô bác vào mỗi buổi sáng. Này, khi mà khai trương ấy thì thường bên mình sẽ có một cái bảng ở phía trước, một bảng phía trước để làm marketing cho người ta biết là hôm nay mua một bánh mì tặng một bánh và có hoa khai trương. Và đằng phía trước này thì bên mình có một cái băng rôn treo ngang ở phía trước. Đây. Phía trước này bên mình có một cái băng rôn treo ngang ở phía trước. Đối với những cái xe bánh mì ấy, thì không có bảng hiệu thì mình sẽ làm cái băng rôn treo ngang này. Nhưng mà đối với những cái xe bánh mì mà có bảng hiệu thì mình sẽ làm cái băng rôn treo phía dưới cái bảng hiệu. Hả? Đông lắm anh ơi, từ đợi tí nhé. Thôi rồi. Gần 30 phần nữa. 30 phần nữa? Dạ, còn 30 phần. Rồi ok, kệ em làm đi, để anh và anh làm cho em. Hai chai đường ớt dùm em rồi. Ủa, vậy là khách đặt không ạ? Đặt 30 cái à? Không, chú đặt trước là 12 cái, dưới cả 8 cái, với lại khách đặt thêm gần 50 cái nữa. Ừ, ở đâu mà đặt nhiều thế? Khách đặt hẳn 50 cái luôn. 50 cái luôn, em cũng hơi bị hớt hồn. Bạn lại quay vào các bạn đang làm bánh. Anh em có nhìn thấy con gấu thu hút khách hàng không? Đấy là gọi là đấy là con mascot hình bánh mì tam giác. Mắt.
vì gấu phát hiện.